Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các mẫu xe đạp địa hình XDS Romaxi 300, dòng xe đạp địa hình leo núi của dòng XDS cũng khá là quen thuộc với các bác chạy xe. Xe được sử dụng bộ chuyển động Shimano Atus với 9 tầng lít và 3 tầng đĩa khung nhôm, và toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên bản chính hãng, nguyên zin 100%. Khung của chiếc xe là khung nhôm, dây thì được chạy em sườn. Đây được chạy em sườn xanh dầu và được chạy ngoài. Thiết kế logo dập lỗi, logo XDS dập lỗi. Model là Roman 300. Tông màu nem về tông màu trắng pha kẻ chỉ xanh, cực kỳ là thể thao và rất là trẻ trung, phù hợp với mọi lứa tuổi. Cái khung hộp vuông cực kỳ chắc chắn và nhìn nó rất là cơ bắp, cộng với cả là dập khổi dập lỗi logo nhìn rất là đẹp. Một đồ Roman 300 được sử dụng vành bánh là 26 đây, 26 inch nguyên bản hết các bác nhé. Các bác nhìn những cái vân lốp rất là mới. Bánh XDS mayơ theo xe, bình zin sử dụng bộ group Shimano Atus với 9 tầng lip, tầng sau trước đây là Shimano Asiza với 3 tầng đĩa. Sau xe có 27 tốc độ khác nhau. Trên phần ghi đông thì xe được sử dụng tay bấm xả Livio 9 xe buýt. Bên này là ba thằng đĩa và phanh dầu Shimano, sử dụng thêm vào phanh dầu Shimano. Giảm sóc này, giảm sóc dầu theo xe này. Yes. Mayơ của chiếc xe là mayơ bi vòng các bác nhá, bi vòng bánh bạc đạn đấy. Bị trục rỗng. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên 45 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt 56 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 thì phù hợp. Động 9 3 đĩa. Có tầm 10 trên hình. Và chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 6.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.